của đoàn cán thành phố Vĩnh Phúc, chúng ta sẽ cùng tập trung về vị trí này để nghe giới thiệu sơ lược về cái nhà tù và hai hình thức tra tấn ngoài trời. Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam Phú Quốc xin kính chào quý đoàn mình về thăm với khu di tích đó. Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam Phú Quốc hoạt động từ tháng 7 năm 1967 đến tháng 3 năm 1973. Chỉ trong vòng gần ấy năm trời mà số lượng tù binh giam giữ tại đây đã lên tới con số đỉnh điểm là 40.000 người, trong đó có khoảng 4.000 người hy sinh. Hiện nay chỉ mới tìm thấy được khoảng 2.500 mộ hài cốt, số còn lại vẫn nằm đâu đó trong lòng đất đảo này. Ngày hôm nay chúng ta đi tham quan không còn thấy được cảnh nguyên vẹn của trại giam xưa, mà chỉ là phục dựng lại phân khu B2 trong 44 phân khu ngày trước. Ngày trước toàn thể trại giam trải dài hai bên con lộ 46 này với chiều dài là 5 km, với tổng diện tích là 400 hecta. Như bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy ở phía ngoài của trại giam này có từ 10 tới 15 lớp hàng rào, kẽm gai, kẽm bướm, cọc sọc tina. Phía dưới chúng có chuồng cát bãi, bom mìn trái sáng. Ở lối giữa có hàng rào, có lối đi cho quân cảnh tuần tra vào ban ngày và ban đêm. Chúng sẽ sử dụng những loại thú thông minh như là chó và ngan để canh phòng, đề phòng người tù vượt ngục. Ở bốn góc của trại giam có bốn quầy canh. Mỗi khi trong những phòng giam có động tĩnh, chúng sẽ không ngần ngại nã súng trực tiếp vào những cái phòng giam ấy. Và bây giờ trước mắt chúng ta, đây là thức tra tấn chuồng cọp kẽm gai. Chuồng cọp ở nhà tù Phú Quốc không giống với nhà tù Côn Đảo hay một số nhà tù ở những nơi khác được bao bọc xung quanh bởi kẽm gai. Có loại người tù được ngồi trên đất, nhưng thậm chí có loại người tù phải ngồi hoặc nằm cả trên kẽm gai. Mỗi chuồng cọp như thế này chỉ nhốt được hai người, nhưng có khi chúng giam từ 3 đến 5 người nằm sắp lớp lên nhau. Ở trong những chuồng cọp này sẽ bị kẽm gai cắt vào da thịt, da non mọc lên. Dưới cái nắng nóng của đảo Phú Quốc như thế này thì da non sẽ lột ra cứ như thế nhiều lần. Chúng nói để cho cọp mau lên cân, phải cho cọp thay da đổi thịt thường xuyên. Chúng còn sử dụng củi cắt xung quanh chuồng cọp, sau đó châm lửa đốt, gọi là dựng lại cảnh cháy rừng cho cọp Phú Quốc nhớ. Ở trong đây lâu ngày, tóc của người tù sẽ mọc dài ra, chúng sẽ đắp thẳng lên đầu người tù nhựa đường, sau đó đốt, gọi là cắt tóc cho cọp. Mỗi bữa ăn của mỗi người tù trong này chỉ được một nắm cơm và một ít muối, đôi khi không có muối, chúng gọi là cho người tù ăn nhạt. Thông thường bị giam vào trong này từ 15 cho đến 20 ngày, phơi nắng phơi sương và không có mái che. Và bây giờ để cùng tìm hiểu một dạng chuồng cọp khác tại nhà tù Phú Quốc này, xin mời quý đoàn của chúng ta sẽ cùng di chuyển về thùng của Nét ở phía bên kia. Có nằm đây ông nhé.